Hôm nay thì em Hương sẽ lại lên sóng về một mẫu xe đầy đủ tiêu chí này, ngon, bổ, rẻ, tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ. Một trong những cái dòng xe Kia Morning được rất nhiều khách hàng quan tâm, nhất là những đôi vợ chồng trẻ hoặc những bác nào mà đang chán một cái công việc mà bấp bênh, hoặc là đi làm xa hoặc đi làm vất vả thì các bác muốn chạy dịch vụ. Thì hôm nay em Hương sẽ để cho mình một chiếc xe Kia Morning đời 2016 này với cái giá chỉ là 218 triệu thôi, để các bác có thể khởi nghiệp, có thể thay đổi một công việc ổn định hơn nhé. Chiếc xe Kia Morning đời 2016 này của em Hương thì lên được bộ la răng dạng phay, nhìn rất là đẹp này. Phanh ABS chống bó cứng cho em rồi. Và em này thì còn có cả cho em là màn hình giải trí cực lớn nhé, với lớp sơn là màu vàng ghi cát các bác ạ. Màu vàng lâu ghi cát đấy ạ. Nhìn nó hơi giống mới với cái màu vàng cát của Vios đấy ạ. Tất cả những đường dập lổi trên thân xe thì cực kỳ sắc nét luôn. Em này thì là gái Nam Định các bác nhé. Gái Nam Định này. Thì không biết rằng sau cái video này của em Hương thì sẽ làm dâu ở tỉnh nào đấy ạ. Phía sau xe được trang bị cho em một cam lùi này, biển 18, đèn hậu, đèn gầm đầy đủ cho em với nước sơn màu rất là bắt mắt luôn. Một trong những cái màu mà khi mà không thua kém thì màu trắng đâu ạ. Đây là cái màu mà rất nhiều khách hàng quan tâm luôn. Các bác nhìn nhá, em này lên bộ la răng rất là đẹp này. Tất cả những đường dập lổi trên thân xe hay là những cái khớp lối thì cực kỳ sắc nét nhá. Đấy, khớp lối thì mảnh ơi là mảnh này, mà cái đường dập lổi thì rất là sắc nét. Từ cụm đèn hậu phía sau đi thẳng lên đến cụm đèn pha phía trước đều là một đường sắc thẳng căng luôn, không hề bị móp méo hay là cong vênh này. Đèn thì đèn là halogen kết hợp với đèn phá xương, có đèn gầm đầy đủ rồi. Em yêu thích nhất ở chiếc xe này không chỉ là ngoại hình, màu sắc mà máy số còn zin đẹp luôn, mà giá chỉ có 218 triệu thôi. Một bộ la răng thể thao, dàn lốp rất là dày dặn với những khe răng rất là sâu luôn. Gầm bệ thì không hề bị mục mọt nhé. Tay lắm cửa, lẹp chân kính, ốp mạ chrome, có thêm vỉ chắn mưa rồi. Gương kính thì cũng là liền đời theo xe cho em ạ. Hàng ghế da bên trong thì vẫn còn rất là đẹp, không hề rách vỡ hay là mục mọt này. Trên vô lăng thì vô lăng thiết kế hai chấu này, có bọc thêm vô lăng rồi các bác nhìn này. Màn hình Android cực lớn đầy đủ cho em các cái giải trí như là YouTube này, nghe nhạc này, điện thoại dành tay này, và có những cái video giải trí cho mình. Điều hòa thì hai vùng nóng lạnh, dùng bằng cơ sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài. Có cổng sạc 12V này, củ số phanh tay thì cực kỳ sắc nét luôn. Táp ly táp lô cũng cực kỳ đẹp các bác nhé. Táp ly táp lô cũng cực kỳ đẹp luôn. Chân lỉ nguyên zin, từ những cái thanh gió điều hòa không hề bị rách vỡ này. Đây, củ số phanh tay này. Em này cũng có bệ chống mỏi tay cho mình rồi. Các bác đi thì rất là nhàn tay, không bị mỏi tay đâu. Cổng sạc này, cổng AUX hay là cái cổng USB các bác này. Ở đây các bác có thể sạc pin đây luôn nhé. Sạc pin trực tiếp vào đây luôn này. Cổng sạc có hết rồi. Quan trọng là ốc nhái không hề bị vặn mở luôn. Từng con ốc còn đẹp như thế này. Táp ly là một trong những cái dòng mà nếu như các bác mà dùng nhiều nó sẽ bị mòn, bị bóng, nhưng không ạ, vẫn còn rất là đẹp. Keo chỉ zin toàn bộ 4 cánh cửa này. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình. Sticker thông số, móc khóa, ốc cánh cửa, ốc bản lề còn đẹp căng như thế này. Một chiếc xe quốc dân gia đình, dành cho những bác nào với tài chính thấp thì các bác có thể tham khảo chiếc xe Kia Morning này của em Hương nhé. Cam kết là không đâm xô và không ngập nước. Đèn hậu phía sau thiết kế to bản này, có đèn gầm đầy đủ rồi. Với khoang hành lý của hatchback thì cũng không hề quá bé đâu các bác ạ. Mặc dù là hatchback nhưng nếu mà các bác có đi gia đình hay đi du lịch thì vẫn để được rất là nhiều quà. Về quê lấy gạo, lấy gà của ông bà là vẫn còn nguyên nhá. Dụng cụ tắt kính lốp còn đầy đủ cho em. Máng nước hai bên từ những cái bấm đinh tán này. Zin đẹp luôn. Từng con ốc cũng không hề bị vặn xoáy này. Tất cả máng nước hai bên. Keo chỉ zin toàn bộ lắp cốp cũng như là lắp cabo cũng như là bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin luôn. Bác nào quan tâm chiếc xe này thì kết nối trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn này. Giá đã rẻ rồi nhưng em vẫn bao rút hồ sơ cho mình, và bác nào đến xem xe hoặc xa quá thì em vẫn có thể hỗ trợ vận chuyển này. Còn vẫn bớt lọc lá thêm cho mình nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé, giá em còn bớt thêm cho mình. 218 triệu nhưng vẫn còn bớt. Đây là các bác này, ốc này. Một trong những cái tiêu chí mua xe là gì? Ngon, bổ, rẻ, lành, tiết kiệm nhiên liệu, thân vỏ cứng cáp. Động cơ ăn nhiên liệu thấp. 1.0 mà. 1.25, 5 chỗ ngồi cực kỳ tốt luôn các bác nhé. Em sẽ quay luôn cho các bác xem động cơ của xe đây ạ. Thất sơn si hay tất cả những cái linh kiện nhỏ thôi, nó đã đẹp rồi thì khoang máy tất nhiên phải là zin đẹp rồi. Đây là một trong những cái bộ phận quan trọng nhất khi các bác xem xe thì các bác sẽ xem đầu tiên. Và cũng là quyết định rằng có lên sở hữu chiếc xe Kia Morning của em Hương không ạ. Giá rẻ 218 triệu. Nhưng em sẽ quay chi tiết cho các bác xem này, từ lắp cabo này, các cái phần như là lốt cắt này, còn tròn xe như thế này. Cái thanh ngang các bác nhìn nhé, có cái thanh ngang này hay là phần lước làm mát đây, xanh lè đây. Ốc mặt máy hay là ốc vách cam các bác cứ nhìn kỹ cho em. Chỉ cần các bác biết một chút về xe thôi thì qua video của em Hương
có thể xem được hết chất lượng của xe từ con ốc xem như thế nào nhé. Một chiếc xe với cái giá chỉ có 218 triệu mà em Hương vẫn còn bao hồ sơ, vẫn còn thương lượng thêm cho mình. Kia Morning 2016 bản lắp ráp trong nước, số sàn, động cơ trang bị 1.2. Những bác nào đang yêu thích dòng xe Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu cũng bền bỉ thì kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.